Rồi, chào tất cả các bạn, mình tên là Hiếu, founder của lớp học thầy Hiếu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách diễn đạt đa dạng cho be important to somebody or something, có nghĩa là quan trọng hoặc cần thiết đối với ai đó, cái gì hoặc là điều gì. Thì cái cách mà chúng ta thường áp dụng để chúng ta luyện better phrase thì chúng ta sẽ sử dụng từ đồng nghĩa hay còn gọi là synonyms. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng danh từ mang nghĩa quan trọng. Thay vì chúng ta sử dụng tính từ là important thì chúng ta sẽ sử dụng importance. Ở đây mình sẽ có một cái danh từ đó là importance và một cái danh từ đồng nghĩa của từ importance đó là significance. Thì ta có một cái cách dùng như sau, cụ thể đó là ta sẽ có là be of importance to somebody or something. Cách này chúng ta sẽ phải chú ý là đến giới từ nha các bạn. Chúng ta sẽ chú ý giới từ đó là of. Rồi, nếu mà các bạn không thích dùng danh từ thì các bạn có thể dùng là be crucial, essential, vital to somebody hoặc something. Thì đó, đó là chúng ta sẽ sử dụng từ đồng nghĩa. Thì để hiểu hơn về cách dùng thì mình có một cái ví dụ như sau. Ta có một cái ví dụ đó. English is not important to people mainly because English has helped us to interact with foreign partners. Câu này có nghĩa là tiếng Anh hiện nay thì rất là quan trọng đối với mọi người, bởi vì tiếng Anh có thể giúp cho chúng ta tương tác được với các đối tác nước ngoài. Cách đầu tiên mình sẽ dùng đó là dùng danh từ, mình sẽ dùng đó là be of importance to somebody hoặc something. Thì ta có một cái câu bằng như sau hoàn chỉnh, nên mình chỉ việc thay important to bằng of importance to. Cách thứ hai, các bạn không muốn dùng danh từ thì các bạn có thể dùng synonyms, từ đồng nghĩa. Thì các bạn có thể chọn một trong ba từ đó là crucial, essential hoặc là vital. Thì mình có một cái văn hoàn chỉnh, mình chỉ việc thay important to bằng vital to, thì câu văn của mình nó đã nâng cấp được một cái từ nó cao cấp hơn, học thuật hơn. Trên đây là hai cách chúng ta sẽ paraphrase đối với cụm be important to. Thì hy vọng sẽ giúp cho các bạn phần nào hiểu được về cái cách luyện tập paraphrase khi chúng ta luyện viết essay. Thì đây mình có một cái câu luyện tập như sau, đó là nhiệm vụ của các bạn sẽ thay cái cụm very important to bằng hai cách trên, đó là dùng danh từ hoặc là synonyms. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một tim và một follow.